Tử Thế Tôn bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên thứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, nguyên giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay môn học văn ngữ Pali bài 16 chi động từ mệnh lệnh cách. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa giác đẳng giảng dạy bài học hôm nay. Tâm Bồ Tát Giả, kính thưa lại chư Tôn Đức, xin chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, mệnh lệnh cách là một cách chia động từ, mà qua đó mang tới cách là ra lệnh hay là lời khuyên, lời thỉnh cầu hoặc là chúc phúc. Nhưng mà rồi nếu đi với một chữ từ là từ từ ma hay là đừng là chớ đó, thì nó lại có cái cách là khuyên ngăn. Thực ra thì ngôn ngữ nào cũng có phần của mình, là cách kể cả tiếng Việt của chúng ta. Nhưng mà trong tiếng Việt của chúng ta thì thực sự rất là đơn giản, đơn giản lắm. Ví dụ như lấy giùm tôi cái muỗng, hay là mình đi chợ đi, hay là đừng có chơi ở ngoài mưa, vân vân. Thì những cái cách diễn tả đó đó ở trong tiếng Việt của chúng ta thường nó qua một cái câu, và kể cả trong tiếng Anh thì thưa quý vị, mệnh lệnh cách cũng có, và có một cách rất là rõ ràng. Nhưng mà nếu gọi là chia động từ, gọi là chia hẳn đó, thì có lẽ đặc biệt là trong phần ngữ Pali đó, thì mệnh lệnh cách được chia một cách rất là rõ nét, rất là dễ nhận ra. Mà thật sự mà nói đó, thì khi mà chúng ta học vào bài học này đó, thì thưa quý vị, từ đây về sau này với những cái câu mà gọi là mệnh lệnh cách đó, thì quý tử sẽ thấy rằng có rất là nhiều, có rất là nhiều chuyện để xài. Và cũng như thường lệ đó, thì giáo sư Lidi Siva đã soạn cái bài này, lấy một cái ví dụ về một động từ rất là quen thuộc, lâu nay chúng ta thường học, đó là động từ pachá. Pachá là nấu. Thì về mệnh lệnh tác cách đó, là ba cha tú, ba cha tú là hãy để nó nấu, ba cha tú, ba cha, ba cha ấy là anh hãy nấu, ở đây có hai cái dạng của ngôi thứ hai là ba cha, gần giống như động từ nguyên mẫu, giống động từ nguyên mẫu và ba cha ấy. Ngôi thứ nhất số ít là ba cha mấy, và quý vị thấy rằng cái ba cha hí này đó thì giống như là thời hiện đại,
đơn giản mà chạy, hãy để tôi nấu. Số nhiều là ngôi thứ ba là Pachantu, là hãy để nấu. Pachatha là hãy để là các anh hãy nấu, và Pachatha. Pachatha này cũng giống như là thời hiện đại của ngôi thứ hai số nhiều vậy đó. Và ngôi thứ nhất là Pachama. Dạ, Pachama thì giống như thời hiện tại. Tới đây chúng ta thấy rằng ngôi thứ nhất ấy, thì nó hoàn toàn, xin lỗi, ngôi thứ ba thì hoàn toàn khác là Pachatú, Pachantú. Dạ. Như là trong thời hiện tại chúng ta là Pachatí, Pachantí. Đây là Pachatú, Pachantú. Pachatú là hãy để nó nấu. Pachantú để họ nấu. Ngôi thứ hai á, thì số ít thì không giống, nhưng mà số nhiều thì giống. Số ít là Pachá, Pachahí, Pachathá là số nhiều. Dạ, Pachá, Pachahí là số ít. Và ngôi thứ nhất á, thì số ít và số nhiều thì hoàn toàn trong sống giống với thời hiện tại là Pachá Mí, Pachá Má. Dạ, Pachá Mí, Pachá Má. Đặc biệt là cái chữ từ Má là đừng, chớ, là có cái tính chất là khuyên nhắc, khuyên can, ngăn cản, hay là cấm đoán. Dạ, cấm đoán thì tùy theo cái gì của chúng ta. Ở đây có một vài câu kiểu mẫu của động từ chia theo mệnh lệnh cách. So vani cha năng phát tăng và chặt túng. Dạ, hãy để ông ấy nấu cơm cho người thương buôn. So vani cha năng phát tăng và chặt túng. Dạ, so vani cha năng phát tăng và chặt túng. Rồi quăng đặt thế nà đã cả răng gạch cha, hay là gạch cha hí, là anh hãy đến thành phố bằng xe. Toán là anh, đặt thê ná là bằng xe, đa cà răng, thành phố. Gách cha được, gách cha cũng được, gách cha hí cũng được. A hăng tham măng u kinh hà mí. A hăng tham măng u kinh hà mí. Hãy để cho tôi học giáo pháp. Dạ, a hăng tham măng u kinh hà mí. Câu này thì chúng ta nghe tương đối là nhiều ở trong kinh Tạng. Có những cái vị tỳ kheo khi mà khi đi xuất gia, thì vị thầy hỏi là con có muốn vào rừng để tu tập không, thì vị thầy nói rằng con muốn ở lại tịnh xá để học hỏi giáo pháp. A hăng đam măng cần hà mi, là hãy để cho con ở lại học giáo pháp. Thế đi. Khi mà chúng ta đọc vào phần vào kinh văn á, thì chúng ta phải coi cái mạch văn, phải coi cái ngữ cảnh mà chúng ta dịch. Chứ thật ra mới đọc thì cũng tương đối khó. Như chúng ta nói rằng cái thời hiện tại, động từ thời chia hiện tại của ngôi thứ nhất á, nó hoàn toàn giống như là mệnh lệnh cách. Dạ. Ở đây chúng ta có thể hiểu, mới chúng ta đọc thoáng qua chúng ta thấy rằng Ahang Dhammang Ukkhamami là con hay là tôi học giáo pháp. Dạ. Nhưng mà rồi nếu chúng ta chia về mệnh lệnh cách thì chúng ta cũng phải dịch là hãy để. Dạ. Hãy để cho con học giáo pháp. Thì bây giờ chúng ta hỏi rằng mình gặp một cái câu như vậy mình dịch theo như thế nào, thì thưa quý vị, điều đó nó dựa trên cái câu chuyện. Và câu chuyện mình đọc nguyên câu chuyện là thí dụ như vị thầy hỏi rằng con muốn ở đây hay là con muốn vào trong rừng, thì người học trò nói rằng ahang dhammang ukkhamami, thì chúng ta dựa trên câu đó chúng ta nói rằng hãy để con học giáo pháp, thay vì chỉ dịch là con học giáo pháp. À, nghe nó thiếu cái gì đó, nghe nó nhìn xuống thiếu cái gì đó, thì ở đây chúng ta nên chú ý cái điểm này thì tương đối hơi hơi nó hơi rắc rối ở trong
Khi mà chúng ta đọc chánh tạng, đọc trong sớ giải, trong trong tiếng Phạn, thưa quý vị, thì tương đối là về phần này đó, đôi lúc là đọc thoáng qua đó thì chúng tôi cũng phải ngồi xem lại, và ngồi xem lại của mình nên dịch theo thể hiện tại đơn giản hay là mệnh lệnh cách. Ở trong tiếng Anh thì đôi khi về mệnh lệnh cách rất là dễ. Đôi khi người ta dùng chữ let be hay là đặt cái động từ đầu tiên của câu thì chúng ta nghe chúng ta biết mệnh lệnh cách. Ở trong tiếng Phạn, trong tiếng Pali thì không. Do đó quý Phật tử nên rất là cẩn trọng, và nên rất là cẩn trọng khi mà chúng ta dịch cái câu mệnh lệnh cách hay là câu thời hiện tại. Như ở đây là một thí dụ, và câu này để tôi học giáo pháp, hay là ăn đa măng cần hà mí, thì tôi học giáo pháp. Và hai câu đó chúng ta đều dịch không sai hết, thì chúng ta phải dựa trên cái ngữ cảnh. Cái ví dụ về số nhiều thì tê vanicha năng phát tăng và chanh tú, hãy để họ nấu cơm cho những người thương buôn. Dạ, tê vanicha năng phát tăng và chanh tú. Tum he rạp thê na nạc răng gạch chạp thác, các anh hãy đi đến thành phố bằng xe. Dạ, các anh hãy đến thành phố bằng xe. Đôi khi nó có trường hợp như vậy, là có những câu mà hồi nãy chúng tôi vừa lấy thì, ví dụ ở phía trên là cái thời hiện tại đơn giản, ở trong trường hợp mà ngôi thứ nhất, số ít thì số nhiều thì nó giống như là mệnh lệnh cách. Thì cũng có những trường hợp, thưa quý vị, như trong câu này chúng ta nói là tum he rak he na nakarang gachatha, thì chúng ta nên hiểu rằng cái câu mệnh lệnh cách là chỉ cho cái lời ra lệnh hay lời yêu cầu hay là lời khuyên là hãy đến thành phố. Dạ. Ở trong tiếng Việt của chúng ta thì nó có thể chúng ta hiểu rằng đi thì có nhiều cách, đi bằng thuyền, đi bằng xe, đi bằng, thậm chí hôm nay chúng ta có thể đi máy bay. Như vậy lời khuyên này là lời khuyên nên đi đến thành phố, hay là lời khuyên là nên đi bằng phương tiện nào. Thì chúng tôi thưa quý vị là một lần nữa, trong cái việc mà học ở trong cái dịch thuật của chúng ta đó, thì chúng ta phải nắm một cái ngữ cảnh. Cái ngữ cảnh là cái ngữ cảnh rất là quan trọng. Đôi khi mình không thể dịch một câu, một câu được, mà chúng ta phải coi cái đoạn văn đó ra sao. Có nhiều khi là một người họ cũng đi, không cần người khác nói là hãy đi, nhưng mà họ lại chọn một cái phương tiện khác, dù đi bộ, đi bằng chân, hay là đi bằng thuyền, hay là đi bằng xe, thì lúc đó chúng ta mới dịch là hãy đi vào thành phố bằng xe, bằng tàu, vân vân. Ở đây thì tôi cũng hợp để thuộc vào ngữ cảnh ở trong một cái câu ngắn đó, bởi vì người ta hay nói rằng chúng ta khi mà mình trích một cái câu nói của người khác đó, mà trích người là trích từng câu một, đôi khi chúng ta không có diễn hết để ý, thì trường hợp đó có rất là nhiều trong ngôn ngữ. Lấy một câu mà chỉ một câu thôi, nhiều khi rất là tối nghĩa, mà chúng ta phải coi đến cái bối cảnh hay là cái mạch băng trong cái câu có được dùng như thế nào, thì chúng ta mới mới có thể quyết định là câu đó dịch ra sao. Một lần nữa chúng ta trở lại với cái câu số nhiều là mayang tham măng ukkak hà bát, là chúng ta hãy để chúng tôi giáo pháp, để chúng tôi học giáo pháp, hay là
chúng ta hãy học giáo pháp. Dạ. Một lần nữa, những cái câu này nó cũng phải dịch và phải hiểu dựa trên ngữ cảnh. Ở đây thưa quý vị, tiểu từ ba là một cái lời khuyên hay là ngăn cản, có nghĩa là đừng, là chớ. Chúng ta cũng có thể dịch là không nên, như ở trên chúng ta có đề cập đến ba tum hê sắc chân rì quạt chê thả, là các anh đừng tránh né sự thật. Ba tê uy và đam thí bụt pha ní ô chi nàn túng, là đừng để họ hái hoa trong công việc. Thì ở đây chúng ta thấy rằng cái tiểu từ ma đó, đó là một cái sự ra lệnh, lời thỉnh cầu, một lời khuyên. Và chúng ta tìm thấy rất là nhiều ở trong những bài kinh, những bài viết, những bài văn. Dạ, một chữ chữ rất là thường xuyên. Dạ, chữ rất thường xuyên. Chữ ná là không, mà chữ ma là đừng, có trách lọc. Thì đó là cái phần liên quan tới tiểu từ. Chúng ta nhớ là tiểu từ ba chúng ta đã nói trong một bài học trước đây, bài số 13 hay 14 thì không phải, nhưng mà cái riêng cái tiểu từ này được đặt để trong mệnh lệnh cách đó, thì nó lại có một cái ý nghĩa rất là đặc biệt, nhấn mạnh về lời khuyên nhắc. Thật ra thưa quý vị, hôm nay đó, thì khi mình đề cập đến mệnh lệnh cách thì Phật Văn Phạm không có quá nhiều điều để chúng ta học, mà chúng ta sẽ tranh thủ để lát nữa chúng ta trở lại với phần bài tập, sửa bài tập và làm bài tập mới thường ngày và sửa bài tập tuần rồi. Và trước khi chúng ta đi vào trong phần bài tập thì để cung kính Thượng Tọa Từ Siêu giảng cho hai phần, đó là phần Bali vui để học và phần Bali trong nghi thức chân hành. Riêng về Bali, Bali nghi thức chân hành hôm nay thì chúng ta có trích một đoạn ở trong phần cuối cùng của kinh Ratana Sutta. Ở trong bài kinh này, đoạn kinh này thì là một đoạn kinh tương đối rất là đặc biệt, nói về cái lời cầu thỉnh chư thiên hãy cùng chúng ta lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng. Và cái lời kinh có thể nói rằng là một lời kinh tương đối rất là đặc biệt. Ở tại một số các quốc gia như Thái Lan thì ba cái đoạn cuối này được tụng rất là thường hơn là ở tại Việt Nam chúng ta. Nhưng chúng ta rất là nên học ba bài kinh. Bây giờ trước hết thì xin đệ thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu Khoa Kỷ hướng dẫn cho phần Bali vui để học và sau đó là Bali trong nghi thức thực hành. Kính cung kính Thượng Tọa. Thưa vị, dường như Thượng Tọa Từ Siêu có vào nhưng mà Thượng Tọa không có mặt ở trước máy. Quý vị chờ đợi trong dạ xin lỗi, xin sám hối Thượng Tọa Từ Siêu. Mời cô Thanh Thủy Quang Hỷ đọc cho bài phần Bali vui để học, rồi sau đó thì chúng ta cùng thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu. Dạ con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu. Dạ con xin đọc Pali vui để học. Biết đâu rằng lạ, biết đâu quen, ngôn ngữ vốn biến quá khôn lường theo thời gian, địa dư văn hóa có nhiều tiếng ngoại quốc mà lại quen thuộc hơn là cách gọi trong ngôn ngữ của mình. Đặc biệt ngày nay nhiều người Việt Nam sống khắp các năm châu nên nhiều danh từ nước ngoài thấy gần gũi dễ hiểu hơn là dịch sang tiếng mẹ đẻ. Ví dụ chúng ta quen với hoa tulip hơn là hoa út kim hương, con kangaroo hơn là con đại thử, hoa lavender hơn là hoa quải thương hương. Trong thế giới ngôn ngữ Phật học cũng vậy, có rất nhiều từ dựng thấy lạ mà quen,
thấy quen mà lạ. Đôi khi người ta phiên âm lại quen thuộc hơn dịch nghĩa. Thí dụ, Hy Mã Lạp Sơn, Himalaya, được biết nhiều hơn là Tuyết Sơn. Điều thú vị là trong tích truyện, người ta chuộng chữ dịch Tuyết Sơn hơn. Có những từ dựng dùng phổ thông trong văn học dân gian như Nê Hoàng, phiên âm của Nivana, lại ít được biết hơn âm Niết Bàn, được tìm thấy trong kinh điển. Ngài Tịnh Sự phiên âm là Niết Bàn, theo Pali là Nibbana. Từ Pracha, Sanskrit hay Panya, Pali có nghĩa là trí tuệ, nhưng được âm là Bát Nhã lại mang ý nghĩa đặc biệt khác. Do vậy cụm từ là trí tuệ Bát Nhã. Người ta thường hiểu Bát Nhã là tuệ giác, một sự thành tựu tối hậu trong lúc nguyên nghĩa phạm ngữ. Thì Panya đơn thuần là trí tuệ. Có nhiều lúc một chữ mà có hai gốc nên mang hai ý nghĩa hoàn toàn khác biệt. Xá Lợi Tử là tên của một đại đệ tử. Xá Lợi Tử là tên của một đại đệ tử Phật, tức Ngài Sariputta. Xá Lợi Tử cũng còn có nghĩa là hạt xá lợi, chỉ cho di cốt của Đức Phật hay các vị thánh tăng, chứa dạng tinh thể như hạt cải, hạt thóc. Hạt cải trong Hán Việt cũng gọi là giới tử. Người ta hỏi rằng nhập nhằn như vậy là sao để phân biệt? Có người trả lời là hên xui. Và con đã đọc xong, con kính thỉnh thường tòa tùy siêu. Nam mô Bụt Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Thượng Tọa Nhật Đản cùng Chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay trong phần Pali Vô Địa học thì chúng ta cũng bàn về những cái từ Phật học giữa phiên âm và phiên dịch. Cái gì nó cũng quen. Khi mà chúng ta đã quen xài cái tiếng phiên âm thì sau đó đến mà gặp cái chữ phiên dịch thì chúng ta hơi ngỡ ngàng chút. Còn hễ khi chúng ta xài quen cái tiếng phiên dịch mà chúng ta gặp những từ nào họ phiên âm thì chúng ta cũng hơi ngỡ ngàng chút. Cho nên tất cả nó sẽ tùy thuộc vào cái chúng ta quen dùng xài. Một là mình, bản thân mình quen dùng xài. Hai là chúng ta đọc ở trong kinh điển đó đây. Các vị dịch giả, soạn giả hoặc là theo hệ phái Nam truyền hay Bắc truyền xài cái từ đó chúng ta quen rồi, thì bây giờ khi mà xài cái từ khác họ dịch ngang cái từ chữ khác thì chúng ta không có quen. Ở đây chúng ta có một số từ ngữ được đơn cử
Ở trong bài học này, trước hết thì chúng ta nói cái chữ phiên âm thì chúng ta quen học, quen thuộc hơn tiếng phiên dịch. Thì ở trong bài chúng ta nói đến cái chữ Hy Mã Lạp Sơn, Himalaya, được biết nhiều hơn là tuyết sơn. Chúng ta có một chữ nữa trong Phật học, thí dụ như chữ Ba La Mật. Người học Phật khi nói đến chữ Ba La Mật thì chúng ta lại quen thuộc hơn là cái chữ Pháp Độ hay là chữ Đáo Vĩ Ngạn. Cái chữ Ba La Mật đó là đọc âm từ cái chữ Brahmi. Chữ Brahmi là Ba La Mật hay Paramita. Paramita là Ba La Mật. Nếu mà âm ra đủ thì Paramita người ta đọc là Ba La Mật Đa, Ba La Mật Đa, Paramita. Nhưng mà nếu chúng ta nói là Đáo Vĩ Ngạn thì dịch cái nghĩa nó đúng. Hán dịch đúng nhưng mà chúng ta cũng quen. Chữ Paramita đó là chữ Parang Etiti Parami. Nếu mà chuyển hóa thành một danh từ khác thì Paramita. Chữ Parang là bờ kia, người gọi là Bỉ Ngạn. Còn Eti, động từ Eti có nghĩa là đi đến. Đi đến bờ kia gọi là Đảo Vĩ Ngạn. Nhưng mà cái chữ đó thì ít có ai quen thuộc, ít có ai biết được cái từ đó. Và cái chữ Đảo Vĩ Ngạn đó do vì lấy cái chữ là độ người qua sông, qua sông để đi đến bờ bên kia, độ người qua sông. Cho nên là Hòa Thượng Tịnh Sự ngài xài một chữ thôi, ngài xài chữ độ. Chữ Parami là chữ độ, tức là độ người qua sông qua bờ bên kia, độ người qua bờ bên kia. Cho nên lấy cái chữ độ, mười pháp độ hay là thập độ, nói thôi. Nói chữ độ là đủ cho cái chữ Parami. Chữ Parami, Paramita. Nhưng mà dù dịch đủ hay là dịch gọn, Đáo Vĩ Ngạn hay là độ, thì hai cái từ dịch đó chúng ta ít có xài, ít có quen thuộc hơn là cái chữ Ba La Mật. Còn vật như cái từ văn học cái từ từ vựng mà dùng phổ thông ở trong trong Phật pháp đó, thì xài cái chữ Niết Bàn hay là chữ Niết Bàn. Thì người ta quen thuộc hơn là cái chữ Niết Bàn. Chữ Niết Bàn là phiên âm của cái chữ Nirvana. Ít ai xài cái chữ đó.
Và ở đây sẵn cái điều này chúng tôi cũng nói luôn cái chữ ni, chữ nirat, chữ nirvana. Thì nếu mà phiên âm á, thì chúng ta phiên âm là niết bàn. Nhưng mà nếu xài cái chữ Pali, xài chữ Nibbana thì phiên là Niết Bàn. Thật ra chữ Niết Bàn đó nó cũng được cái tiếng phiên âm, nhưng mà phiên âm cái kiểu Niết Bàn đó người ta lại không có quen thuộc hơn, không có quen thuộc bằng cái chữ âm là Niết Bàn. Cho nên có cái trường hợp thứ hai là trường hợp cả hai chữ đều phiên âm, nhưng mà phiên âm một cách giản dị thì người ta đọc nó dễ hơn, là nó quen thuộc hơn là phiên âm mới lạ. Ngay cả bây giờ cái chữ Niết Bàn á, hay là Niết Bàn, Niết Bàn á quý vị, là chỉ được sử dụng cái từ Niết Bàn nó quen thuộc với Phật tử nghiên cứu kinh điển Pali Nam truyền thôi. Vậy mà có đôi khi ngay cả chư tăng Nam tông khi mà nói đến Niết Bàn thì các vị cũng quen gọi là Niết Bàn. Hòa thượng Minh Châu ở trong kinh Trung Bộ Trường Bộ mặc dù khi mà ngày dịch kinh, ngày dịch rõ ràng tiếng Pali là Niết Bàn, nhưng mà cũng xài cái chữ Niết Bàn thôi. Cho nên cái chữ phiên âm đó cũng là một điều rắc rối cho chúng ta, do chúng ta quen xài. Rồi lại như cái chữ Pali là chữ Panya đó, chữ Panya thì không có cái chữ độc âm, nhưng mà cái chữ Sanskrit là chữ Prajna, Prajna thì phiên âm là Bát Nhã, phiên âm là Bát Nhã. Có đôi khi đó thưa quý vị, cái từ mà chúng ta xài trong cái tiếng Phật học mà phiên âm á, nếu mà chúng ta chuyển thành tiếng Pali á, thì lại là không có độc âm. Nhưng mà cứ là độc âm của cái chữ chữ Bát Phạn thôi, chữ Sanskrit thôi. Thí dụ như chữ Bát Nhã nếu hỏi âm của chữ nào, chúng ta nói hai căn, hai từ Prajna hay là chữ Panya, nó đều xuất xứ từ một căn, là căn nha, là trí tuệ hết. Nhưng mà người ta âm là Bát Nhã đó, thì ta âm của chữ Sanskrit là Prajna. Chứ không xài cái chữ chữ Panya. Cũng như chữ chữ Thamma đó thưa quý vị, chữ Thamma là pháp đó, là giáo giáo pháp. Chữ Thamma người ta phiên âm người ta gọi là Đạt Ma. Mà chữ Đạt Ma là cái chữ phiên âm của cái chữ Dharma, tiếng Sanskrit. Tiếng Sanskrit thì chữ
Cái chữ này thật mắt, người ta mới mới đọc âm là Đạt Ma, đọc âm là Đạt Ma. Còn cái chữ nó chữ đó mà biến thành chữ Pali đó, thì cái chữ thâm mát này chúng ta cứ việc đọc là thâm mát hay đọc thâm mát, chứ không ai phi âm hết, không ai phi âm hết. Hình như chữ chữ Pali đó ít có bị cái trường hợp gọi là đọc âm, đọc nguyên thôi thưa quý vị. Chẳng hạn như chúng cái chữ karma, chữ karma người ta âm là chữ thiết ma, chữ thiết ma. Nhưng mà trong khi đó chữ Pali đó thì chữ karma xài chữ karma, người ta không không âm được chữ gì, chữ karma không âm được chữ gì. Cho nên khi mà cứ nói là tăng sự thiết ma đó, tăng sự thiết ma thì cứ nói là lấy cái chữ phiên âm của chữ karma, chứ không có xài cái chữ karma được. Cái này cũng là trong một cái lĩnh vực nó hơi rắc rối thưa quý vị, nó cũng hơi nhập nhằng chút xíu. Nhưng bây giờ thôi thì chúng ta cứ theo cái cách người ta trả lời là hên xui đi. Ta trả lời hên xui, có khi nói đúng có khi nói sai gì. Thì như vậy cái câu mà nói Bát Nhã Ba La Mật Đa đó, tức là trí tuệ Ba La Mật hay là trí tuệ độ Diệt Lình, Diệt là Bát Nhã Ba La Mật Đa. Nhưng mà người ta lại có khi người ta nhập nhằng ở chỗ do người ta không hiểu chữ Bát Nhã là cái gì, cho nên người ta xài cái cụm từ là trí tuệ Bát Nhã. Như vậy vô tình đó, là nó định ngữ trí tuệ cũng là Bát Nhã, mà Bát Nhã cũng dịch là trí tuệ, mà xài chung là trí tuệ Bát Nhã thì khiến cho người Phật tử chúng ta lại hiểu lầm có một cái loại tuệ giác. Hãy trí tuệ mà không có chữ Bát Nhã thì họ cho rằng đó là cái trí tuệ thông thường, còn ở trí tuệ Bát Nhã thì người ta cho rằng đó là một tuệ giác, là muốn nói đến cái sự thành tựu tối hậu ở trong cái việc mà đắc cái trí tuệ. Nhưng mà thực ra đó thì thưa quý vị, cái chỗ này chúng ta bị nhập nhằng ở chỗ chữ Bát Nhã là đọc âm của chữ Prajna, tức là trí tuệ. Cho nên Bát Nhã Ba La Mật Đa, cái câu đó người ta xài mới đúng, tức là bát, tức là trí tuệ Ba La Mật. Chứ nếu mà chúng ta nói là trí tuệ Bát Nhã thì trong trường hợp này nó bị trùng lặp. Nhưng mà có đôi khi đó, hễ cái gì mà người ta xài nó quen rồi thì trở sai cũng thành đúng. Mà đa phần người ta đã xài rồi như vậy đó thì xài một mình xài đúng, nhưng mà chỉ có một ý kiến thôi thì cũng cho là sai, còn thiên hạ sai cũng cho là đúng. Chúng tôi cũng thường nói á, thí dụ như cái chữ tăng ni. Thật ra đó thì cái chữ tăng là chữ sanh khát,
Chữ Sangha ở đây đó chữ Sangha ở đây người ta âm là tăng già, hay người ta gọi tắt là tăng. Thế rồi sau này chúng ta quen đó, chúng ta nghĩ rằng tăng đó, tức là chỉ cho các vị nam tu sĩ, nhưng mà chúng ta không có ngờ rằng khi nói đến cái chữ chúng tỳ kheo là hội chúng của nhóm nam tu sĩ gọi là phi khu sanh khác, phi khu sanh khác. Còn hội chúng của nữ tu sĩ trong Phật giáo đó thì chúng ta gọi là phi khu Thích-cô-ni sanh khá, Thích-cô-ni sanh khá là chúng tỳ kheo ni. Ở trong lục tạng xài hai chữ, hai cái danh từ gọi là thích-cô sanh khá và Thích-cô-ni sanh khá. Như vậy chữ sanh khá nếu mà nghĩa cho đúng á, dịch là hội chúng. Nhưng mà khi mà người ta âm là tăng á, thì người ta chỉ để nam tu sĩ. Còn chữ phích khu ni sang khác, người ta lấy cái chữ ni đó đó, người ta làm cho nữ tu sĩ như là chữ phích khu ni là tiền khu ni, thì tiền khu ni người ta lấy chữ ni để người ta gọi. Cho nên người ta nói kính bạch chư tôn đức tăng ni, mình nghe chữ ni không đó, riết xài nó quen. Bây giờ hỏi người ta ni là gì, người ta nói ni tức là ni cô thôi, nhưng mà người ta không có phân biệt. Ni nó là một cái tiếp vị ngữ, có hai cái tiếp vị ngữ. Có hai tiếp vị ngữ để hình thành một cái danh từ nữ tánh. Ví dụ như chữ y, chữ y với chữ ni thì nó phối hợp với một cái, nó ghép ở sau danh từ để xài cho nữ tánh. Những danh từ nam tánh nào mà tận cùng bằng ác hay a là bằng ác, là nam tánh đó, bằng ác, khi mà muốn trở thành nam đó, trở thành nam tính thì ta xài chữ y thôi. Như chữ mi gát, chữ mi gát đi cá mi ghi, tức là con nai đực, con nai cái. Si hát si hi là con sư tử đực, con sư tử cái. Còn những danh từ nào mà nó tận cùng bằng chữ ý, y, ú, u thì muốn biến thành nữ tánh thì người ta không thêm chữ y mà thêm chữ ni. Thí dụ như chữ chữ hát thí, hát thí là con vô đực. Bây giờ muốn uống thì nó muốn thành cái danh từ nữ tánh là con vô cái,
thì ta không gọi là hát thi, mà người ta phải là hát thi ni. Để xài chữ hát thi ni lẫn vô cái ú u cũng vậy thưa quý vị, danh từ nào cần cùng bằng ú hay u muốn biến thành nữ tánh thì người ta thêm chữ ni. Thí dụ chúng ta có cái chữ thi khú, rồi cái chữ phi không đi. Phi khú là tỳ kheo, phi không đi là tỳ kheo ni. Phi khú là tỳ khưu nam, phi không đi là tỳ khưu nữ. Cho nên ở đây đó, chúng tôi khi mà dạy ở trường dạy luật thì chúng tôi hay nhắc cái chỗ này để cho các vị tăng ni sinh, tăng sinh với ni sinh mà họ phân biệt đó. Nếu mà chúng ta gọi ni là mấy sư cô á, thì như vậy là con voi, mà hát thi ni chúng ta gọi là con vô ni thì nó kỳ nó thưa quý vị. Cho nên cái chỗ đó chúng ta cần phải biết, nhưng mà phân tích cho đúng thì phân tích là như vậy. Nhưng mà khổ nổi như chúng tôi đã nói, hễ cái gì mà phần đông họ họ xài rồi đó thì sai cũng thành đúng. Bây giờ mình sửa là không được, nói là nói như vậy nhưng mà sửa là không được. Cho nên cũng đành chịu cái chữ đi thành chữ tăng đi. Xài chữ tăng để chỉ cho nam không cũng đã là sai rồi, bởi vì cái chữ sang khá chỉ là một hội chúng, có hai hội chúng, Uphato Sangkho. Uphato Sangkho tức là lưỡng lưỡng phái, lưỡng phái là hai hội chúng, tức là Phikhu Sangkho, Phikhu Ni Sangkho. Chữ Sangkha đó là một danh từ, và khi mà phiên âm ra thì mình xài nó biến thành cái nghĩa đặc biệt. Thí dụ như chữ sanh khát, cái nghĩa của chữ sanh khát có nghĩa là chúng, nhóm hay một đoàn thể, một bầy, một đàn. Cho nên khi nói Sakuni Sangkho, Sakuni Sangkho phải dịch là đàn chim, một đàn chim, một bầy chim, chứ không thể nào mà nói là tăng điểu được. Chúng ta không gọi là tăng điểu, chúng ta xài cái chữ tăng chỗ đó không được. Cho nên cũng tùy phiên âm xài đúng chỗ mới được, dịch nghĩa cũng phải xài đúng chỗ. Đó là một chữ nữa. Rồi thưa quý vị, ở trong bài chúng ta có cái chữ xá lợi tử. Xá lợi tử nếu mà vừa âm mà vừa dịch đó, chữ sari là xá lợi và chữ cô tá là tử. Sariputta là tên của một vị đại đệ tử của Đức Phật, là Sariputta dịch xá lợi tử. Nhưng mà thường như hôm trước chúng tôi đã có một lần nói với quý vị mới đây thôi, chữ xá lợi tử nó cũng còn có nghĩa là hạt xá lợi, là chỉ cho di cốt của Đức Phật hay các vị thánh tăng dưới dạng tinh thể như là hạt cải, hạt thóc. Bởi vì cái chữ hạt cải á, cũng gọi là danh từ, như cái câu nói rằng đinh chấp hữu như tu di, mạc chấp vô như giới tử. Thà chấp thường từ kiến
Chà, thà chấp thượng kiến nó lớn bằng cái núi Tu Di, chứ đừng có chấp đoạn kiến dù nó nhỏ bằng hạt cải cũng rất là nguy hiểm. Cái ý người ta trong câu người ta nói, người mà chấp thượng kiến mặc dù nó thấy nó to tát như vậy đó, nhưng mà nó ít có hại hơn. Tại sao? Vì người chấp thượng kiến họ còn biết làm các cái công đức, biết tạo các cái phước báo, còn tin có đời này, tin có đời sau được. Còn cái người mà chấp đoạn kiến, dầu cho nó chỉ nhỏ nhen thôi, chứ không có lớn lao gì, nó nhỏ bằng hạt cải thôi, nhưng cũng rất là nguy hiểm. Bởi vì nó sẽ đưa số điện vội người chấp đoạn kiến, họ không tin tội phước, không tin thiện ác có quả báo, không tin có đời sau, không tin có các loại quá sanh vô vân, thì rất là nguy hiểm. Cho nên người ta nói mặt nên chấp hữu, mặt chấp vô như chữ tử. Nên chấp hữu như Tu Di, mặt chấp vô như chữ tử là gì? Cho nên chữ giới tử đó, chữ tử đó là hạt. Thành ra cái chữ xá lợi tử đó, có đôi khi người ta hiểu là cái hạt ngọc xá lợi, hạt ngọc xá lợi, chứ người ta không nghĩ rằng xá lợi tử là dịch âm từ chữ Sariputta, là đệ tử của Đức Phật đó. Bởi chúng tôi thường nói ở trong cái cuộc sống chúng ta, đa ngôn thì loạn ngữ, chúng tôi nói đùa một câu là đa chữ thì loạn thần kinh, thưa quý vị. Cho nên cái đó chúng ta xài chúng ta phải cẩn thận chút xíu, mà nhất là khi mà chúng ta xài cái từ ngữ Phật học là chúng ta cố gắng làm sao chúng ta tri nguyên, gọi là tầm nguyên ngữ căn đó. Khi mà chúng ta tầm nguyên ngữ căn, chúng ta biết cái từ đó xuất xứ từ do cái gốc căn nào, nó xuất phát từ đâu mà có cái chữ đó, thì chúng ta sẽ xài tương đối lại nó chuẩn chút xíu, tương đối lại chuẩn chút xíu. Còn khi mà xem cuốn sách người ta xài sao, chúng ta cố gắng học thuộc lòng để xài như vậy đó, thì có chừng có đôi khi chúng ta cứ mập mờ rồi chúng ta bán tính bán nghi cái từ này. Tại sao xài nghĩa như vậy, tại sao xài cái từ như vậy, vân vân, thì nó không có hay cho chúng ta. Như vậy là chúng ta đã trình bày xong về cái phần Pali Vu Địa học. Hồi nãy đến giờ nó học phần Pali Vu Địa học mà không thấy quý vị cười chút nào hết trơn. Chỉ có mình thường gọi cho nắng cười chút xíu rồi chúng tôi cười, sẽ thi trí cười, vậy cũng đủ. Bây giờ chúng ta sẽ qua cái phần nghi thức thực hành. Hôm nay chúng ta sẽ học ba đoạn sau của bài kinh Ratanasutta, về kinh Châu Báu. Bài kinh này rất dài. Xưa kia tại Vesali có xảy ra ba cái đại nạn là nghèo đói, dịch bệnh và phi nhân. Khi mà hạn hán khiến cho con người ta không có được ngũ cốc để ăn, thế là nghèo đói. Khi mà đói chết la liệt như vậy, xương trắng dễ đầy,
thì các loài phi nhân như dạ xoa nó xuất hiện để nó ăn những cái xác chết đó, thì thành ra phi nhân Amritsa. Khi nghèo đói nó bắt đầu sinh ra cái dịch bệnh, thì như vậy ba cái nạn nó xảy ra, dòng tộc Mala Lichawi mới gửi sứ giả đi qua Kosala Savatthi để thỉnh Đức Thế Tôn ngự vị xứ sở Hóa Chiêm để dân chúng ở đó họ nhờ cái hồng đức của Đức Phật mà làm cho các cái nạn đó nó được tiêu tan. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn ngài nhận lời và ngài cùng với chúng tỳ kheo đi đến tại thành Wesley. Và Đức Thế Tôn ngài bảo tôn giả Ananda đi ba vòng thành Wesley trong đêm đó tụng kinh Paritta để tán dương ân đức cao quý của Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo. Và khi có sự xuất hiện của Đức Phật và lời tán dương ở đức tam bảo của tôn giả Ananda khiến cho chư thiên những vị đại thần lực như Đức Đại Đế Thích, Chú Đại Thiên Vương, Đại Phạm Thiên, Quang Hỷ, và khi các vị đó xuất hiện thì những cái hàng phi nhân đó như Dạ Xoa chỉ là lính lát của Chú Đại Thiên Vương thôi, phải bỏ, phải tránh đi. Và lúc bây giờ đã hạn hán 3 năm, bây giờ có sự xuất hiện của Đức Phật và chư thánh chúng, nhờ cái quyền lực đó mà chư thiên hộ trì quốc độ họ làm mưa xuống trong suốt thời gian 3 ngày để làm cho mặt đất này nó được sạch sẽ và không khí nó được thoáng, được thông thoáng, thanh khiết. Và dân chúng trở lại làm ăn bình thường. Và do đó cái bài kinh này rất là phổ thông ở trong các xứ Phật giáo Nam truyền. Khi mà chư tăng ngài tụng bài kinh đó, thì ở đây chúng ta chỉ học lấy ba cái đoạn sau thôi thưa quý vị. Ya ni tha phu ta ni sama ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ka li khe ta tha ga tang de va manus sa pu ji tang pu thang namasa ma su va ti ho tu ya ni tha phu ta ni sama ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tang de va manus sa pu ji tang tham mang namasa ma su va ti ho tu ya ni tha phu ta đi sanh mà các ta đi cùng mà đi qua già đi qua anh ta đi khi ta tha các tăng đi qua manu sapu chi tăng sanh khăn namasa masuva thi hộ thủ. Ở đây trong bài kinh nhật hạnh mà chúng ta được dịch để dễ tụng đó, thì dịch là chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên đã phân tập nơi đây, hãy chí thành đảnh lễ Đức Phật bậc Như Lai, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường, mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên
đã vân tập nơi đây, hãy chia thành đảnh lễ chánh pháp đạo như chân, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Chúng thiên thiên nhân các cõi, dù thiên tiên địa tiên, đã vân tập nơi đây, hãy chí thành đảnh lễ tăng chúng bậc nhân đức, được chư thiên nhân loại đảnh lễ và cúng dường. Mong với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Thì cái bài dịch trong kinh Nhật Hành để chúng ta đọc tụng như vậy đó, cho nó suông câu và nghe nó dễ dễ hiểu, cũng như là chúng ta dễ đọc. Nhưng ở đây thì chúng tôi cũng phân tích cái ngữ pháp của cái của ba đoạn này. Nhưng mà chỉ phân tích một bài thì nó ra ba đoạn, nó chỉ đổ nhau một chút thôi. Nhưng ở đây chúng ta chú ý, chữ gia ni thác, bây giờ chúng ta hãy tách rời ra, chúng ta hãy tách rời ra cái chữ gia ni và chữ y thác. Chúng ta hãy tách rời cái chữ đó ra, gia ni bị tha thành gia ni tha. Cái chữ gia ni đó, đó thưa quý vị, chữ gia ni với cái chữ gia ni phu ta ni là những cái chúng hữu tình nào, hay là chúng thiên nhân các cõi đó. Thì ở đây chúng ta xài cái chữ gia ni ở đây đó, nó là một đại danh từ, nó là một đại danh từ. Chữ giác có nghĩa là nào, bất cứ, bất luận. Gia lý, phu ta lý là bất luận hàng thiên chân nào cái chữ ý thác ít sama gata ni, ít sama gata ni tức là đã vân tập nơi đây, đã vân tập nơi đây. Chữ sama gata đó, nó từ cái động từ sama gacchati, nhưng mà quá khứ từ samagata, và nó là phân từ cho nên nó phải chia đi với danh từ gia ni phu ta ni ita samagata ni. Là bất luận chư thiên, bất luận loài hữu tình nào đã phân tập nơi đây, phong ma lý qua gia lý qua an ta lý khê,
Chữ phục ma lý là chia theo đồng cách với cái chữ phu ta lý, là những thiên dân mà ở trên mặt đất gọi là địa tiên, địa tiên qua hoặc là gia lý, những vị nào Antalikhe là trên hư không gọi là thiên tiên, gọi là thiên tiên. Chúng ta có hai hạng là thiên tiên với địa tiên. Thực ra chữ thiên tiên với địa tiên là do hai chữ mà sau này chúng ta học Pali chúng ta phải chú ý ở chỗ thiên tiên á, Aka Sattha Aka Sattha đi quá, chúng ta gọi là thiên tiên, là chư thiên ở trên tầng không, ở tầng không. Giữ phun mắt đi quá là địa tiên. Xin lỗi quý vị. Chữ phục mắt thá, chữ phục mắt thá đi quá, chữ phục mắt thá đi quá tức là địa tiên, là chư thiên ở trên mặt đất. Nhưng mà vì ở trong bài kệ cho nên chỉ xài phục ma lý Antalikhe thôi, gia ni Antalikhe. Còn chữ quá, quá ở phía sau đó, chữ qua trong cái tiếng Bali nó ngộ lắm thưa quý vị. Ở đây chúng ta nếu mà viết cho nó đúng mà là Phumani qua gia ni qua Antalikhe, nhưng mà chữ qua ở phía trước đó, để nguyên thì được, nhưng mà chữ qua ở phía sau đó thì ta viết ngắn lại để đọc âm cho nó dễ. Ở trong những bài kệ thí dụ như Sô đọc là Xá, thí dụ như thay vì nói Anicca Vata Sankhara Upadana gọi là Sape Sankhara Anicca Ti Yada Panya Yabasti Atinipada Tidukhe E Sat Makvo Visuthya. Đúng chữ là phải e so mắc vô xuất gia, nhưng mà vì theo cái âm luật của thi kệ cho nên e so thành e sát, lấy chữ e sát ở đây. Cái trường hợp này rất thường xảy ra ở trong cái thi văn, cái điều này không có ngạc nhiên gì. Nhưng mà trong hai câu sau các vị chú ý chữ, cái chữ tạp tha và tăng đó, chữ tạp tha và tăng bình thường nếu là cái chữ viết hoa chúng ta đọc tạp tha, tạp tha cái tá, viết hoa như thế này nè, tạp tha cái tá có nghĩa là Đức Như Lai. Nhưng mà trong trường hợp này ở ba câu đó viết chữ thường có chữ tathagata,
Tathagata Buddhang, Tathagata Thambang, Tathagata Sangkhang. Đức Phật Đấng Như Lai, tức là người mà đi lại cũng như thế đây, đi đến cũng như thế, như thế là như chư Phật ở quá khứ vậy. Tathagata Tăng Thâm Văn, giáo pháp cũng như bao nhiêu giáo pháp của chư Phật ở trong quá khứ. Tức là cũng chư ác mà tác chúng thiện phụng hành tự tịnh kỷ. Nội dung bao nhiêu đó. Tathagata Tăng Sangkha, tăng chúng bậc như đức, tức là trong thời quá khứ tăng chúng của các đấng Thế Tôn quá khứ là những bậc thành tựu vì giới định tuệ, là những vị đã chứng quả Tu Đà Quần, Cư Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, là những bậc thinh văn Sa Va Cát. Như thế nào thì trong thời hiện tại giáo pháp này tăng chúng đệ tử của Đức Thế Tôn Gotama cũng như vậy đó, cũng như thế. Cho nên chữ Tathagata ở đây xài như là một tỉnh từ, như là một tỉnh từ cho cái chữ Buddhang Thammang Sangkhang, chúng ta nhớ vậy đó. Cho nên ở đây mới dịch là Đức Phật bậc Như Lai, Tathagata Buddhang chánh pháp đạo như chân, Tathagata Tăng Tham Măng tăng chúng bậc như đức, Tathagata Tăng Sang Khăn. Còn cái chữ đề qua Panus Sắp Pu Chi Tăng đó, chữ Pu Chi Tăng, Pu Chi Tá là được kính lễ và cúng dường, được kính lễ và cúng dường. Từ cái động từ Pu Chi Tí, động từ Pu Chi Tí, chữ Pu Chi Tí có hai nghĩa, một là kính lễ, hai là cúng dường. Đề quá Manusan, đề quá Manusan, đúng ra cái câu này nếu mà tách ra thì chúng ta nói nè, đề quê hi chát Manusi hi chát Pu Chi Tăng, tức là được cúng dường bởi chư thiên và nhân loại. Nhưng mà khi ghép chung lại thành một từ đi qua mà nuốt sắp chi tăng sao như vậy. Và chữ Pu Chi Tăng ở đây đó là chia theo đối cách của cái chữ Phú Thăng để chung gì. Còn động từ Namasami, Namasama, Namasama, Namas, Namasati, Namasati có nghĩa là lễ bái. Ở đây chúng hay là kính lễ. Cái chữ kính lễ chúng ta thí dụ như đó Arahang Sama Samputo Phakwa Putang Phakwan Tăng Apikwa Apikwa Đề Mỹ là đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ưng khống chánh viên trì. Sva khato phakva thamu thamang namassami. Là kính lễ, namassami là kính lễ giáo pháp. Subhatipanno phakvato savaka sangkho sangkhang namami. Namami là con kính lễ tăng chúng. Như vậy ba cái động từ Apiwa Dimi, Namasami, Namami đều đồng nghĩa, đều đồng nghĩa. Nhưng mà ở trong ba bài kệ này chỉ xài có một cái động từ giữa thôi, Namasati, Namasati được rồi.
thì chuyện Dhammasati nếu mà số ít ngồi thứ nhất số ít Dhammasami, như trong cái câu này chúng tôi viết là Dhammasami trong cái bài kệ lễ Phật lễ pháp, như ở đây Dhammasama tức là chúng con dạy dỗ nhiều, dạy dỗ nhiều ngồi thứ nhất số nhiều Dhammasama, cái này chúng ta học được. Và ở đây đó, khi mà nói rằng hãy chí thành đảnh lễ Đức Phật Bậc Như Lai được chư thiên nhân loại đảnh lễ cúng dường, chữ đó là chữ tật tha, cái câu tật tha và tăng đi qua manusapu chỉ tăng quốc thân namasamat, nhưng mà hai cái câu sau là suvati hô tú, suvati hô tú thì ở đây nó chỉ đơn giản chỉ đơn giản xài cái chữ suvati, tức là chữ suv và chữ athi, có nghĩa là cái gì đó tốt đẹp, cái gì đó tốt đẹp, và nó chữ chữ suvati này nó trở thành một cái thành ngữ, một cái thành ngữ nghĩa là cái sự an lành, cái sự tốt đẹp. Mà chữ này chúng ta nếu nhờ uống cộng ách thí, chúng ta có thể chúng ta thể xài chữ sót thí nữa, sót thí hoặc là sót thí, tiếng Bali nó xài nhiều lắm thưa quý vị, chữ xuất thí, chữ xuất thí và chữ xuất thí. Cho nên chữ xuất thí khắp á, xuất thí khắp ở cái chào ở trong tiếng Thái đó, là từ cái chữ này mà ra. Cho nên cái tiếp tục ngữ số nó xài nhiều, thí dụ như chữ số mà chúng ta phối hợp với chữ aga aga tăng thì chúng ta có cái chữ xóa cái tầng, chữ xuống cũng a cái tăng thành xóa cái tăng, chữ xóa cái tăng ở đây đó mà chúng ta gọi là xóa cái tăng, tức là chúc mừng, chào mừng. Hay là quan nghênh, chữ quan nghênh. Thành ra cái chữ xúc đó, khi mà nó gặp một cái vi âm đi cùng, nó có thể đổi thành, nó có thể đổi thành chữ vá, hay là để nguyên chữ ú, chữ sen, chữ vá thôi, hoặc là đổi thành chữ ô. Thì cái chữ suvati hô tú, chữ hô tú là động từ bởi lệnh cách, là cái sự nguyện, nguyện ước, cầu mong, mong được thành lợi. Cái chữ suvati hô tú chúng ta chỉ đơn giản là mong được thành lợi thôi,
Nhưng mà vì cho nó dễ đọc ở trong cái nghĩa ấy, nó có văn vẻ chút xíu thì chúng ta nói mong với chân ngôn này tựu thành muôn hạnh phúc. Chứ đúng ra trong các cái bài, ở trong cái bài này đó, trong các cái bài kệ ở trong Kinh Châu Báu á, thì nó phải có cái câu Etena Sacchena Ê tê nó sẽ chê nó sẽ quá thi hô tú thì mới mọc với chân ngôn này tự thành muôn hạnh phúc. Nhưng mà ở trong ba cái bài kệ cuối đó, cuối của bài kinh Ratanasutta thì chỉ lấy chữ sẽ quá thi hô tú thôi, chứ không có lấy chữ ê tê nó sẽ chê quá chê nó ê tê nó sẽ chê nó sẽ quá thi hô tú. Thì nội dung của cái bài kệ này, ngữ nghĩa nó là như vậy thưa quý vị. Thì bây giờ chúng ta cứ lấy cái kia đại ý là như thế này, là các cái thiên nhân, bất luận thiên nhân nào, thiên tiên hay địa tiên, đã phân tập lại đây, chúng ta hãy đảnh lễ Đức Giáo Pháp và Tăng Chúng, Bậc Như Lai, Như Chân, Như Đức, mà đã được chư thiên và nhân loại lễ bái cúng dường. Mong được thạnh lợi, mong được những điều tốt đẹp. Đó, ý nghĩa là như vậy. Nhưng mà bài học thì chúng ta gì? Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc, bởi vì còn lại 35 phút thì chắc có lẽ cũng tỉnh thượng tọa hướng dẫn bài tập cho lớp. Nam mô Phật thầy. Sa thủ kính trân thượng tọa thầy sư. Thưa quý vị, mặc dù khi quý vị nghe thượng tọa thầy sư đọc thì ba bài có vẻ hơi dài đó, nhưng mà thực sự là ba bài cũng ngắn là chỉ khác cái chữ bút không thăm bằng sang khẳng thôi. Và nếu chúng ta đọc bài kệ này thuộc một bài thì hai bài còn lại chúng ta sẽ học rất là nhanh. Đó là cái lợi của học chữ Pali. Bên thượng tọa Tư Quyền do bây giờ đây thỉnh thượng tọa Tư Sư đi nghỉ cũng khuya rồi, không biết thượng tọa Tư Quyền có mặt ở trước máy không. Nếu thượng tọa Tư Quyền đang ở trước máy nghe được, xin thỉnh thượng tọa Hoàng Hỷ đọc cho bài Gia Đi này ba lần cho. Dạ, kính thỉnh thưa tổ tư nguyện. Dạ, Nam mô Bố Thầy, dạ, Nam mô Tham Mai, dạ, Nam mô Sư Thầy, dạ. Những quý vị nghe rồi, dạ, cảm ơn quý vị. Quý vị chưa từ khi bó chỉnh cái bài. Dạ. Dạ. Yani thaputa ni samagata ni umma ni vaya ni va antalikhe tathagatang deva manusapuchitang buddhang namasa masuwati ho. Yani thaputa ni samagata ni umma ni vaya ni va antalikhe tathagatang Deva manusa puji tang amang namasa masuwati hotu yani thaputa nisamagata nipamma niwaya niwa antalikhe tathagatang deva manusa puji tang sangkhang namasa masuwati hotu.
Hồi nãy thường tôi đã nói tục đọc ba lần cái này hay là đọc ba bài này quý vị à? Nói cô Như Quỳnh đọc một ông một và dạ, đã ba lần và dạ, dạ, cảm ơn sư trì. Jani thaputa ni samagata ni pumma ni vaya ni va antalikhe tathagatang deva manusa puchitang buddhang namasa masuwati ho tu jani thaputa ni samagata ni pumma ni vaya ni va antalikhe tathagatang deva manusa puchitang thamang namasa masuwati ho tu jani thaputa ni samagata ni pumma ni vaya ni va antalikhe tathagatang deva manusa puchitang sangkhang namasa masuwati ho tu jani thaputa ni samagata ni pumma ni vaya ni va antalikhe tathagatang deva manusa puchitang buddhang namasa masuwati ho tu jani thaputa ni samagata ni pumma ni vaya ni va antalikhe tathagatang deva manusa puchitang thamang namasa masuwati ho tu jani thaputa ni samagata ni pumma Nivaya niva antalikhe tathagatang deva manusa puchitang sangkhang namasa masuwati o tu. Dạ thưa kính bạch thượng tổ, chúng ta đọc được ba lần của ba bài rồi, kính bạch thượng tổ quay trở lại. Nam mô Bổn Thầy ạ. Sa thưa kính trân ngài thượng tổ Tu Nguyên. Sư Nguyên Thông ơi, Sư Nguyên Thông có thể đọc cho ba bài kệ này một lần được không? Không biết Sư Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Có lẽ sư Nguyên Thông không có mặt ở trước máy. Để Đức Thầy Trí Quang Hỷ đọc cho bài kể này, cho ba bài kể một lần, xin để Đức Thầy Trí ấy. Không biết để Đức Thầy Trí có nghe được không? Ô, dạ thấy sư Nguyên Thông rồi. Xin thỉnh sư Nguyên Thông. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con cung kính đảnh lễ Phật, đảnh lễ Pháp và đảnh lễ chư Tăng trong đạo tràng. Con xin tuân lĩnh sư phụ đọc quá. Ba bài kệ này. Ya ni da phu ta ni samma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đề và manu sa bu chư tăng bu thăng na ma sa ma su va thi hô tu ya ni da phu ta ni samma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đề và manu sa bu chư tăng đa hâm măng na ma sa ma su va thi hô tu ya ni da phu ta ni samma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đề và manu sa bu chư tăng bu thăng na ma sa ma su va thi hô tu ya ni da phu ta ni samma ga ta ni phụng ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đề và manu sa bu chư tăng đàm măng na ma sa ma su va thi hô tu ya ni da phu ta ni samma ga ta ni phụng ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đề và manu sa bu chư tăng sẵn khăn na ma sa ma su va thi hô tu ya ni da phu ta ni samma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tam đề và manu sa bu chi tăng bu thăng ma sa ma su va thi hô tu ya ni đa phu ta ni samma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tam đề và manu sa bu chi tăng tham mang na ma sa ma su va thi hô Dhyā ni da phu ta ni samma ga ta ni phum ma ni va ya ni va an ta li khe ta tha ga tăng đề và manu sa bu chi tăng sang kha hăng na ma sa ma su va thi hô tu. Kính thưa sư phụ và đạo tràng, con vừa đọc xong ba lần cái bài kinh. Dạ. Dạ và thiên sư Nguyên Thông. Đại Đức Thầy Trí Quang Hỷ đọc một lần ba bài kệ để dùng. Xin thỉnh Đại Đức Thầy Trí. Dạ.
Có lẽ đại đức từ trì không có mặt trước mắt. Có vị nào, có phật tử nào muốn đọc không? Thì chúng tôi xin mời quý vị. Ô dạ, dạ thấy sư từ trì xin thỉnh, sư từ trì sau đó mời cô Thanh Thủy. Mời quý vị. Dạ con kính lễ chư tôn đức tăng ni, kính chào quý đạo hữu, cho con xin đọc ạ. Ya ni pháp phu ta ni sam na ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta lik khe ta tha ga tăng đề wa ma nu sa phu chi tăng bút thân nam mắt sa ma su wa chi hồ tu ya ni pháp phu ta ni sam na ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta lik khe ta tha ga tăng đề wa ma nu sa phu chi tăng tham mang nam mắt sa nam su wa chi hồ tu ya ni pháp phu ta ni sam na ga ta ni phum ma ni wa ya ni wa an ta lik khe ta tha ga tăng đề wa ma nu sa phu chi tăng sang khang nam mắt sa ma su wa chi hồ tu. Con đã đọc xong, con xin mời sư Quỳnh ha. Xin mời quý vị Quỳnh, xin mời. Dạ, con xin được đọc lại ba lần, sư Tại Tri biểu con cầm mic luôn. Dạ, con không có thỉnh Đại Đức Tại Tri ạ. Dạ, con tri ân sư. Ya ni tha phụ ta ni tha ma ga ta ni phụ ma ni qua ya ni qua an ta lik khe ta tha ta tặng đề qua mạnh nô sư vô chi tăng bột thẳng nam ma sa na sư qua thị hô tục. Ya ni tha phụ ta ni tha ma ga ta ni phụ ma ni qua ya ni qua an ta lik khe ta tha ta tặng đề qua mạnh nô sư vô chi tăng thẩm mang nam ma sa na sư qua thị hô tục. Ni tha phụ ta ni sa ma ga ta ni phụ ma ni wa ya ni wa an ta lik khe ta tha ga tăng đề qua mạnh nô sư bồ chi tăng sẵn khăn nam ma sa na sư wa thi hô tục. Nhà con kính tri ân với ngài và đạo tràng. Sao thủ, có vị nào muốn đọc nữa thì xin mời vị cuối cùng trước khi chúng ta trở lại với bài học ngày hôm nay. Dạ, mời cô Thùy Duyên. Dạ. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Dạ, con thành kính đảnh lễ chư tôn đức, kính dân ngài. Dạ, bây giờ con xin đọc ba đoạn kinh. Ya ni tha phu ta ni sa ma ga ta ni pho ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đề wa ma nu sa phu chi tăng bu thăng nam ma sa ma su wa ti ho tu ya ni tha phu ta ni sa ma ga ta ni pho ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đề wa ma nu sa phu chi tăng tham mang nam ma sa ma su wa ti ho tu ya ni phụ ta ni sa ma ga ta ni pho ma ni wa ya ni wa an ta li khe ta tha ga tăng đề wa ma nu sa phụ chi tăng sẵn khăn nam ma sa ma su wa thi hô tu. Dạ, con đã đọc xong. Bây giờ kính thỉnh ngài trở lại. Cảm ơn sư cô Thùy Duyên. Thưa quý vị, bài kệ này đó là bài kệ trong đoạn cuối cùng của kinh Ratanasutta, tức là kinh Châu Báu. Và ở một vài nơi ở Tích Lan đó, thì có nhiều chùa thì dùng ba bài kệ này để tụng cho mở đầu, chúng ta gọi là tụng kinh Thỉnh Chư Thiên.
Ở Thái Lan thì người ta không có thỉnh chư thiên bằng bài Sắc Kê Ca Mê dài như là ở Thái Lan hay là Campuchia, mà ở đầu bằng bài kinh này, sau bài kinh này mới tụng bằng Đức Phật Pháp Tăng. Và trên phương diện thi kệ thì đây là một cái dạng có 12 âm tiết, và thỉnh thoảng có một vài trường hợp có 11 âm, nhưng mà đọc hơi khác với những bài kệ khác của chúng ta đọc. 8 âm tiết, ví dụ như trước chúng ta có nghe bài kệ là Di cha putha atita cha, di cha putha anagata, đó là 8 âm tiết. Còn ở đây 12 âm tiết thì mình đọc khác một chút. Ya ni tha pu ta ni sa ma ga ta ni phu ma ni wa ya ni va an ta li ke ta tha ga tang di va ma nu sa pu chi tang pu thang na ma sa ma su wa ti ho tu. Cái bài kệ này nó cũng là một cái thể kệ rất là tiêu biểu của 12 âm tiết. Và cái dạng mà dài nhất mà chúng ta có thể kể là 24 âm tiết, thì chúng tôi không nhớ có cái bài kinh tục nào 24 âm tiết, nhưng mà bài kể này khi ví dụ mà ngâm về kể tục đó thì chúng ta ngâm khác hơn là hai bài kể trước. Chúng tôi xin trở lại nói thêm một vài điều trước khi mà chúng ta qua cái phần là bài tập đó. Là ở trong ngôn ngữ có đôi khi có những cái từ mà từ cái danh từ này nó qua danh từ kia, người ta hiểu nó khác đi. Thí dụ như là ở Việt Nam á, không biết là từ khi nào mà khi mà người ta đánh chuông trống thì người ta đánh, người ta gọi là chuông trống Bát Nhã. Chuông trống Bát Nhã là một chữ rất đẹp để chỉ cho cái cách sử dụng chuông trống cho cái nghi lễ. Nhưng mà lâu ngày đó thì ở dân gian họ có cái câu gọi là sùm Bát Nhã. Giờ sùm Bát Nhã tức là làm cho nó sùm, nó lớn chuyện, nó ồn ào lên, làm sùm vào. Thì cái chữ đó là chữ dân gian mà chúng ta đôi khi cũng, nếu quý vị ở miền quê quý vị sẽ nghe cái chữ sùm Bát Nhã, nhưng thật ra do đánh chuông trống Bát Nhã mà ra cái sùm Bát Nhã. Nhưng mà cái cách mà nói đó thực ra đôi khi nó không có đẹp, nhất là chúng ta là người Phật tử thì chúng ta không có dùng cái chỉ trong dân gian như vậy. Cũng giống như là cái chỉ mà để tụng kinh đó, cái cuộn chỉ đó gọi là chỉ katha, nhưng mà dài quá gọi là bút chỉ katha, thì nó cũng là chỉ trong nhà chùa mà ra. Thứ vị riêng ở tại Nhật Bản đó, thì người Nhật đó họ có một cái cách mà tương đối là khéo. Dạ, khéo hơn người Việt Nam. Người Nhật đó họ họ học cái văn hóa nước, chế tác nó lại trở thành cái văn hóa nội địa. Thành ra một phương diện nào đó, cái tinh thần độc lập của người Nhật nó cao hơn người Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta thì mặc dù mình rất độc lập tự do, nhưng mà hay bắt chước theo người khác. Quý vị nào sang bên Nhật Bản đó, quý vị thấy rằng cái hội mà chúng ta gọi là Hồng Thập Tự, gọi là chữ thập đỏ đó, thì họ không có dùng chữ thập đỏ mà họ dùng chữ thập xanh lá cây. Thật ra chữ thập đỏ hay là chữ thập đó, nó là một cái biểu tượng của Kitô giáo. Và ngày xưa là những cái hội từ thiện Kitô giáo họ dùng cái chữ thập. Thật ra ở các quốc gia Hồi giáo đó, thì họ không có dùng cái chữ thập đỏ mà họ dùng lưỡi liềm đỏ. Và gọi là Red Crescent Society là hội lưỡi liềm đỏ, lưỡi liềm của là Hồi giáo. Và chúng ta là người Việt Nam thì cứ đem nguyên cái chữ thập đỏ vào, nhưng mà người Nhật Bản họ không dùng chữ thập đỏ, họ dùng chữ thập xanh lá cây. Đó cũng là một cách cải biên. Hoặc giả là người Việt Nam với chúng ta hay ăn Noel. Noel là một cái ngày lễ gọi là Christmas của Kitô giáo. Thì cái người Nhật Bản đó, cái ngày Noel đó là ngày lễ của tình yêu. Tình yêu đây là tình yêu của nam nữ. Thay vì có ngày Valentine thì họ dùng cái ngày Noel là một ngày lễ của tình yêu nam nữ, tại vì ngày đó, đó họ cũng trang hoàng. Nhưng mà đó là một cách cách điệu, một cách là có tích dịch ra tuồng, nhân sự tùng sự, cũng phải nói rất là khéo. Và có một cái ngày lễ nữa mà rất là Tàu, rất là Trung Quốc, gọi là lễ Thanh Minh.
Thanh minh tức là lễ tảo mộ, hàng năm có lễ thanh minh vào tiết tháng 3 đó. Thì người Nhật Bản thì họ không có cái lễ thanh minh, nhưng mà vào tháng 3 đó thì vào bắt đầu mùa xuân, khi mà mùa đông sắp qua thì mùa mùa xuân đến đó, hoa lá sắp nở đó, thì họ có cái lễ gọi là lễ đáo bỉ ngạn. Và lễ đáo bỉ ngạn, chỉ đáo bỉ ngạn như hồi nãy sư đồ Từ Siêu có giảng đó là paramita, là đến bờ kia và đáo bỉ ngạn. Thành ra họ dùng cái chữ đáo bỉ ngạn là cái chuyện mà tóc xả mê đồ, vãng sanh thế giới an lạc, tức là từ cái bên ở cõi khổ sang bên cõi vui, sang đến cõi vui gọi là đáo bỉ ngạn. Thì chữ đáo bỉ ngạn trong nguyên nghĩa mà ở trong kinh điển Pali đó thì chỉ cho một cái người từ bờ mê sang bến giác, đoạn tận phiền não, chấm dứt sinh tử. Và ở tại Nhật Bản á, thì đáo bỉ ngạn là chỉ cho tóc xả mê đồ, tức là bỏ cái chốn đau khổ của bốn đường ác đạo mà sanh về cảnh giới an lạc. Thật ra nếu mà người Nhật Bản mà họ nói đáo bỉ ngạn đó thì nó giống như là cái chữ mà chúng ta gọi là cầu siêu độ. Yeah, cầu siêu độ, nhưng mà chữ rất là đẹp. Thay vì họ dùng cái chữ thanh minh như là người Trung Quốc thì thay vào chữ thanh minh họ dùng cái chữ đáo bỉ ngạn. Chúng tôi nhắc một vài chữ như vậy để quý vị thấy rằng người Nhật Bản là một cái dân tộc rất là đặc biệt. Họ học hỏi người ngoại quốc, nhưng mà họ lại sửa lại theo cái cách hiểu riêng của họ, chứ họ không có nô lệ văn hóa ngoại lai giống như người Việt Nam. Người Việt Nam chúng ta mặc dù nó tranh đấu cho độc lập, cho tự do, nhưng mà chúng ta mang nặng cái tính cách ngôn nô lệ văn hóa. Ví dụ như là khi mà chúng ta bắt chước người khác thì chúng ta gọi là bảo hoàng hơn vua nữa. Giờ mình theo Nho giáo thì mình là hủ nho hơn là tống nho. Mình theo cộng sản thì mình cực đoan hơn cộng sản. Mình theo Thiên Chúa thì còn dữ dội hơn Thiên Chúa nữa. Ra tương đối mà nói đó thì về cái tinh thần gọi là độc lập văn hóa chúng ta lại không có. Như là người Trung Hoa họ gọi biển biển Đông họ gọi là biển Nam Hải. Dạ, biển Nam Hải. Nam Hải là biển của ở phía Nam, giống như là cộng ải Nam Quan là cả ải phía Nam, thì chúng ta không bao giờ sửa lại ải Bắc Quan mà cũng sẽ là ải Nam Quan. Và ở các chùa thì cứ là Nam Hải Quan Âm, Nam Hải Quan Âm, mặc dù cái chữ Nam Hải là một chữ mà của Trung Hoa áp đặt lên đó là biển của họ, thì đáng lẽ là chúng ta nên xài chữ Đông Hải và Đông Hải Quan Âm, nhưng mà ở khắp nơi người ta vẫn dựng tượng Nam Hải Quan Âm, tại vì trong những cái lời nguyện của Đức Quan Thế Âm có thường cư Nam Hải nguyện. Thì đúng như vì thấy rằng người Nhật Bản đó từ thời rất xa xưa xưa lắm họ đã có một cái tinh thần độc lập rất là đáng kể. Mình muốn độc lập về chủ quyền, độc lập thì mình phải độc lập về văn hóa, phải có nền văn hiến riêng, phải có cách nhìn riêng. Và mình học của nước ngoài là chuyện đó nên lắm, mình nên học cái hay của xứ khác, nhưng mình học về rồi mình phải cải biên thế nào cho nó hợp với cái chất, nó hợp với cái tư vị của dân tộc, thì chúng ta mới có hy vọng độc lập được. Chúng ta tranh đấu cho độc lập nhưng mà cái tư tưởng chúng ta nô lệ, tư tưởng của chúng ta bị lai căng thì chúng ta cũng không thể độc lập được. Rất cần là chúng ta phải có một nền văn hóa độc lập. Thật ra chúng tôi nói là có rất nhiều chữ mà người Nhật Bản họ xài rất là khác với cái ý nghĩa nguyên, như là chữ Zen. Zen là thiền đó, thì họ không xài theo Zen của Trung Hoa mà Zen của Phạn ngữ, mà họ xài Zen rất là Nhật Bản, và ngày nay nó trở thành một cái biểu tượng của thế giới. Thưa quý vị, chúng ta trở lại với bài học ngày hôm nay. Dạ, hôm nay chúng ta sẽ đi nhìn qua các bài học. Từ rồi thì chúng ta bận học kinh tụng, do đó chúng ta không có sửa bài dịch. Hôm nay chúng ta sửa bài dịch. Chúng ta sửa bài 16 trước đi. Dạ, 16 trước rồi chúng ta tính tới bài 15. Dạ, 16. Dạ, quý vị chờ chúng tôi một chút nha. 16 là dịch sang tiếng Việt. Dạ, chúng ta có câu này. Upa la thame na di pang palentuk. Dạ, palentuk từ chữ paletik là hộ trì. Dạ, pupala. Dạ, pupala là những vị vua. Dạ, thame na. Thame na. Thamma là pháp. Thamme na là bằng chánh pháp.
hay là bằng cái thiện pháp, dạ, bằng thiện pháp, bằng chánh pháp, đi băng ở đây là được gọi là hòn đảo, nhưng mà ở đây nói về vị vua thành chúng ta chỉ là đảo á, dạ. Palê tú từ chữ palê tí là cai trị, chỉ vì hay là hộ trì, là mong là những nhà vua hộ trì và đạo quốc với cái chánh pháp, dạ, với chánh pháp, dạ, mong những nhà vua hay là các nhà những vị vua hãy hộ trì, dạ, những vị vua hãy hộ trì đạo quốc bằng chánh pháp, dạ, những vị vua hãy hộ trì, dạ, chúng ta dịch là hãy hộ trì thì cũng được, mà mong cũng được, tại vì ở đây đó nó có nói lên ước vọng mà cũng nói lên mệnh lệnh cách, thành ra tùy vào chúng ta dịch thôi, nhưng mà chúng ta nên hiểu như vậy. Dạ. Bây giờ chúng ta dịch câu thứ hai thưa quý vị. Ma maduso pa yatu, dạ, sa jeso sacang chana pa sa tu. Ma là đừng là chớ, manuso là người, dạ, phayatú là sợ, dạ, nhưng mà khi mà nói ma phayatú, ma phayatú là hãy đừng sợ, dạ, dạ, hãy đừng sợ, đừng để cho người đó phải sợ, dạ, sa chê sô sắc chăng chà đà tí, dạ, nếu người đó biết sự thật, dạ, phải xa tú là hãy nói, dạ, tức là ở trong câu này chúng ta thử tưởng tượng ra một hình ảnh là một người nhân chứng, một người đàn ông nhân chứng đứng giữa pháp đình, mà người đó muốn nói lên một điều nào đó mà do mình tận mắt thấy, hay là mình đã thấy đã biết, nhưng mà vì người đó sợ những cái tụi đầu trộm đưa cướp sẽ trả thù, sợ các quan bị ăn hối lộ sẽ trả thù, nhưng mà cái vị mà cầm đầu gọi là vị thẩm phán hay là vị phán quan đó, và khẳng định rằng người nhân chứng nó sẽ được bảo vệ, thành ra hãy để người đàn ông đó đừng có hãy khiến người đàn ông đó không có sợ hãi và không có lo sợ, và nếu người đó biết sự thật thì người đó hãy nói lên, và nếu người đó biết sự thật thì cứ nói, và đừng để người đàn ông đó lo sợ, dạ, đừng để người đàn ông lo sợ, nếu người đó biết sự thật thì hãy nói lên, dạ, pha sá tú là hãy nói, từ chữ pha sá tí quý vị nhớ không, dạ, sa chê sô sát chăng cha na tí, dạ, sa chê là nếu, sô sát chăng cha na tí, nếu là người ấy biết sự thật, dạ, sa chà tí, sa chê sô sát chăng cha na tí, pha sá tú là nếu người ấy biết sự thật thì hãy nói, ma manuso hoa giặt túng là đừng để người đó, và đừng để người đàn ông sợ hãi, và đừng để người đàn ông sợ hãi, nếu người đó biết sự thật thì hãy nói. Câu số 3, dạ, câu số 3, tum he pa pang karonte putte ubadatha, tum he pa pang, tum he là con, là anh, tum he là các anh, dạ, tum he pa pang là điều ác, dạ, karonte, dạ, karonte từ chữ karo tí là làm, dạ, làm, karonte putte, dạ, karonte putte này ở đây đó là một cái phân từ, nó dùng, nó cùng đồng cách, đồng số với chủ từ, với cái danh từ. Putte là những đứa con trai, dạ, và những cái đứa con trai đã làm điều xấu đó. Ovadatha là hãy hãy khuyên can, hãy giáo huấn, và hãy dạy dỗ, và hãy khiển trách, và hãy khiển trách là các bạn, là các ông hay là các người, và các ông hãy la rầy những đứa con khi đó là đứa con làm điều ác quấy, và các người nên la rầy con cái khi
khi làm ác, khi làm điều quỷ. Dạ, hãy là đời con gái khi làm điều quỷ. Tum he pa pang karonte butte ovatatha ovada ovadati là dạy dỗ, là khuyến thị, là khuyên nhắc. Ở đây là hãy dạy con khi chúng làm ác. Dạ, hãy dạy con khi chúng làm ác. Dạ. Câu số 4. Dạ, câu số 4. Sukato dhammang dese tu. Sukato là thiện thể. Sukato dhammang dese tu là đức thiện thể xin hãy nói pháp. Dạ. Dạ, hay là mong rằng đấng thiện thể sẽ mong rằng đấng thiện thể thuyết pháp. Savaka cha upasaka cha viharasmin visidanti. Dạ, mong rằng Đức Phật sẽ thuyết pháp những vị thinh văn và nam cư sĩ đang ngồi vào trong tịnh xá. Dạ, đã an tọa và trong tịnh xá. Ở đây tức là chúng ta cứ hình dung là tôn giả Ananda hay là một vị tỳ kheo, thị giả của Đức Phật hay vị tỳ kheo nào đó cung thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp. Khi mà hội chúng đã an tọa rồi thì vị đó nói rằng các vị đệ tử và những nam cư sĩ đã an tọa ở trong tịnh xá, xin thỉnh Đức Thế Tôn thuyết pháp. Dạ. Sukato thamang đê sê tú. Ở đây chỉ đê sê tú là một cái lời thỉnh cầu. Dạ, hãy thuyết pháp. Dạ, mong rằng thiện thể hãy thuyết pháp. Sukato thamang đê sê tú. Dạ, mong rằng thiện thể thuyết pháp, mong rằng đấng thiện thể thuyết pháp. Savaka cho upasaka cho viharasmin Nisidanti là những đệ tử ở đây. Savaka ở đây chỉ cho đệ tử xuất gia. Dạ, thật ra trong trường hợp đặc biệt chữ Savaka chỉ cho nhiều, nhưng mà đặc biệt trong trường hợp này chỉ cho đệ tử xuất gia. Và cha Upasaka là những nam cư sĩ dạ, đã ngồi, tức không phải đã ngồi mà đã ngồi đã an tọa. Dạ, an tọa trong tịnh xá. Chúng tôi nhắc quý vị một điểm này, nó hơi hơi tế nhị một chút á. Thông thường là ngày xưa Đức Phật và Chư Tăng ở trong cái Aranya hay là Arama, tức là một cái khuôn viên mà có nhiều cây. Và trong cái khuôn viên nhiều cây đó, thì cái chữ Vihara thì đặc biệt chỉ cho chỗ có mái che. Dạ, bởi vì khi nào quý vị sang Thái Lan đó, thì ngôi chùa gọi là Wat. Wat, thí dụ Wat Buddhathamma, Buddhathamma Chakka là chùa Pháp Luân. Nhưng mà trong ngôi chùa đó thì có một cái gọi là Buddha Vihara. Buddha Vihara tức là Buddha Vihara là ngôi chánh điện. Thì cái chữ Vihara đặc biệt là chỗ điện thờ, cái chỗ nào có cái mái che. Thành ra trong cái mạch văn Pali á, thì giờ Chetavana Vihara hay là Velupana Vihara chỉ cho trúc viên tịnh xá, mà kỳ viên tịnh xá để chỉ cho cái nơi mà có công trình xây cất. Nhưng mà chúng ta hiểu chung chung là trong nhiều mạch văn chỗ nào gọi là Vihara là cái nơi có mái che. Mái che này không phải cho một người gọi là khu thiết hay là một người là am thất, nhưng mà khi nó quý hãn hay là Vihara tức là một cái nơi có mái che mà cho nhiều người, có thể đó là giảng đường, có thể đó là điện thờ, có thể đó là cái nơi Đức Phật thuyết pháp. Thành ra chúng ta nói rằng các vị thinh văn, các vị chư tăng và các cư sĩ, các nam cư sĩ đã an tọa ở trong cái giảng đường chẳng hạn. Dạ. Sau này người ta dùng cái chữ giảng đường, dùng chữ sala, nhưng mà chữ Vihara là chỉ cho cái chỗ nào có mái che. Dạ, chúng ta nên biết như vậy. Câu số 5. Mate papakamma nikatva manusa lokamma cevitva narake upacantu. Ya, narake upacantu. Câu này thì nó hơi dài. Chúng ta phải ngắt câu. Dạ, chúng ta dịch chung cái câu này trước rồi chúng ta
cắt nghĩa, chúng ta viết nghĩa theo làm hơi ngược chút xíu, có nghĩa là mong rằng họ sẽ không làm các điều ác để rồi sanh vào trong khổ cảnh sau khi rời bỏ cái cõi nhân loại. Dạ, sau khi rời bỏ cõi nhân loại thì ở đây chúng ta có cái từ là ma tê. Chữ ma này đó là đừng, là không. Ở đây chúng ta hiểu rằng mong rằng, mong rằng họ đừng có đừng có làm gì, đừng có pa pakama nikatoa, là làm các việc ác. Và pa pa là ác, kamma là nghiệp, và làm các ác nghiệp. Làm các ác nghiệp. Manusakamma charitoa. Charitoa từ chữ chavati. Chavati ở đây tức là chúng ta nói là từ trần. Sau khi từ trần, hay là sau rời bỏ cái thế giới của nhân loại. Đây là một cái nghĩa là đồng nghĩa với chữ chết. Người Ấn Độ họ có nhiều cái chữ đến đó về cái chết lắm. Giống như chúng ta nói là Tây Thiên đi về, tức là đi về cõi Tây thôi, là cũng chỉ cho sự chết. Ở đây nói rằng rời bỏ cái thế giới của nhân loại. Manusaloka là thế giới nhân loại. Charitoa là ra đi khỏi cái thế giới. Ra đi khỏi cái thế giới của nhân loại, tức là đồng nghĩa chết. Là mong rằng họ không làm các ác nghiệp và sau khi chết không có rơi vào cảnh khổ. Narake upachantu. Upachantu là sanh ra, sanh ra trong cái cõi khổ. Narake là cõi khổ. Như vậy thì chúng ta thấy chữ ma này, chữ ma đầu á, là một cái tiểu từ, mà cái chữ ma nó đi với chữ upachantu. Upachantu. Cái câu này thưa quý vị, chúng ta nên thấy được cái tiểu từ ma đó đặc biệt chỉ cho upachantu. Tại upachantu là mệnh lệnh. Trong lúc đó thì chữ katoa hay là chữ bitoa đó, nó là bất biến quá khứ phân từ, bất biến quá khứ từ. Sau khi làm các ác nghiệp, sau khi rời bỏ thân nhân loại, thì một cái đó chữ ma nó không áp dụng cho chữ katoa hay là chữ bitoa. Chúng ta đọc chúng ta phải hiểu, mà chữ ma nó áp dụng cho chữ upachantu. Upachantu là mong rằng họ sẽ không sanh vào cảnh khổ sau khi đã làm các ác nghiệp và rời bỏ kiếp người, rời bỏ thân nhân loại. Câu số 6. Đáng lẽ chúng tôi sửa, đáng lẽ chúng tôi sửa 3 câu thôi, nhưng bữa nay có bonus thêm 3 câu nữa. chúng ta sẽ đi dành mấy đoạn sau thì một đoạn chúng ta lấy 3 câu thôi. Majora kakasa nang gode marantu. Ma là đừng. Chúng ta nhớ cái tiểu từ ma này luôn 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 đi với động từ mệnh lệnh cách. Marantu, marantu là giết, là hãy giết. Ở đây ma marantu là đừng có giết. Đừng có giết. Đừng có giết. Thì mong rằng Chora là những người ăn trộm. Mong rằng những người ăn trộm. Kasakanang là của những nhà nông. Gone là con bò. Là mong rằng những người
mong rằng bọn trộm cướp sẽ không giết những con bò của những nông dân. Có nhiều khi họ bắt trộm, họ ăn cướp đó, họ vẫn đi không được, họ đâm cho con bò chết đi để họ lấy thịt thôi. Và mong rằng bọn trộm cướp nhưng mà sẽ không giết những con bò của những người nông dân. Dạ. Xin lỗi quý vị, bây giờ thì hết giờ rồi. Dạ. Thế thì mấy hôm nay Đình Đức Từ Tri hơi phiền hà chúng tôi về cái chuyện mà mỗi ngày bài học thiếu giờ cho bài tập. Chúng tôi là bài học tới đó thì chúng ta sẽ không dành 20 phút mà dành 30 phút. Dành 30 phút để đi vào bài tập cho đủ. Và sáng nay thưa quý vị, chúng tôi có việc phải đi ra bên ngoài. Thật ra chúng tôi không có sửa lại bài học. Nhưng mà chúng ta sửa 6 câu Pali dịch sang tiếng Việt như vậy thì quý vị cũng có khái niệm. Dạ, cũng có khái niệm về dịch tiếng Pali sang tiếng Việt. Nhưng mà hôm nay quý vị đừng có buồn, là chúng ta có một cái phần thưởng rất là lớn, là hôm nay Thượng tọa Thầy Siêu đã dành nhiều thời giờ để giảng về Pali vui để học và phần kinh tụng. Nếu quý vị nào nghe kỹ những điều Thượng tọa Thầy Siêu giảng rất là lợi ích, và rất là lợi ích. Và cũng xin nói rằng hồi Đức thì Thượng tọa không có cảm ứng lắm với giảng phần văn phạm được, tại vì giảng nó hơi khô khăn, nhưng mà phần Pali vui để học và phần kinh tục thì Thượng tọa Thầy Siêu có nhiều cảm hứng giảng điều đó. Thì nếu quý vị theo dõi kỹ, quý vị sẽ thấy rằng rất là lợi ích cho mọi người. Xin được kết thúc chương trình sự hôm nay của Trung Phật Pháp của Đa Trâm Ma. Kính Thiên Chư Tôn Đức đã vào để thuyết giảng đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Ngày mai này chúng ta sẽ có giáo trình kinh tương ứng và vị giảng sư là Thượng tọa Pháp Tịnh. Hẹn gặp lại tất cả trong chương trình sắp tới. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Chúng con kính trương thiền tòa giác đẳng, sa thú lành thai, xin thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính trương chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật, để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tôn chỉ, không làm các ác nghiệp, quân tu các hạnh lành, thanh tịnh quá tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn quý ốc đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được phần tất mỹ mãn, chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chính pháp nhiễm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúc ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện cất bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chính pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giáo. Do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng cao.
Sapa dhamma rupa vena soti on dunirondara